Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày mùng 5 tháng 4, ông Hồ Hoàng Hùng, bố của nữ sinh lớp 12 thiệt mạng thương tâm vì tai nạn giao thông ở Ninh Thuận cho biết, gia đình vừa nhận giấy triệu tập của tòa án quân sự quân khu 5 về việc mở lại phiên tòa phúc thẩm xử Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986. Cựu thiếu tá quân đội bị truy tố tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên xử phúc thẩm sẽ mở lại lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 4 tại tòa án quân sự quân khu 5 thành phố Đà Nẵng. Trước đó ngày 12 tháng 3, ông Hùng nhận được thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm do đại diện viện kiểm sát quân sự quân khu 5 bận công tác đột xuất. Vụ án quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 tại Ninh Thuận đã được tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2023 tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình ông Hùng 254 triệu đồng. Cho rằng bản án sơ thẩm chưa mang tính gian đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5. Theo đơn kháng cáo của ông Hồ Hoàng Hùng, gia đình ông không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm, vì cho rằng bản án đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Hình phạt bản án sơ thẩm không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính gian đe, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm gian đe phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Đơn kháng cáo nêu, sau khi nhận được kết luận điều tra và quyết định đình chỉ vụ án khai báo gian dối, đình chỉ bị can đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ Minh. Bốn nạn nhân đã khiếu nại các quyết định này đến Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không Không quân. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 12, các khiếu nại và đề nghị không được chấp nhận. Theo đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng việc đình chỉ không phù hợp dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm. Đơn kháng cáo nêu, trong quá trình điều tra, truy tố, Tôi đã kiến nghị trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội khai báo gian dối và tại phiên tòa cũng chưa được xem xét. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an thành phố Đồng Xoài, Công an các huyện Đồng Phú, Phú Riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Riêng đối tượng Lê Minh Công, sinh năm 2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước là người có liên quan, lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp đã lẩn trốn. Hiện công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây truy tìm đối tượng Lê Minh Công. Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị thân nhân đối tượng Lê Minh Công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc. Mọi người dân, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Lê Minh Công thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại 0918 446 911 gặp đồng chí Hòa. Thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân, tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Mới đây, Thượng tá Trần Thanh Tâm, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vũ Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tường về tội sát hại người. Tường chính là người đã dùng xăng đốt mẹ ruột. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Tường trở về ngôi nhà ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa thì xảy ra cãi nhau với mẹ ruột là bà Lê Thị Hằng, 57 tuổi. Sau đó, Tường đi bộ đến nhà của một người dân ở cùng thôn để mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Sau khi mua xăng trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe, Tường và bà Hằng tiếp tục cãi nhau. Lúc này đối tượng tức giận cầm chai xăng tạt vào người mẹ, bà Hằng bỏ chạy thì bị Tường đuổi theo, cầm chai xăng tiếp tục tạt vào người rồi kéo về lại cổng nhà rồi lấy bật lửa đốt làm mẹ ruột cháy và bỏng nặng. Bà Hằng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích của bà Hằng là 42%, bỏng nhiệt ở vùng ngực, bụng, lưng, mặt, cổ. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, hiện bà Hằng đã được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Hường, trưởng thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết, do gia cảnh bà Hằng rất khó khăn nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền và người dân địa phương đã vận động quyên góp hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ cho nạn nhân điều trị thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với Công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập. Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về phòng cảnh sát cơ động, PK02, Công an tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến sự việc này, trước đó Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người ký giấy triệu tập anh Vũ Minh Đức. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc anh Vũ Minh Đức tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Đức cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay công an tỉnh đồng nai cũng chưa làm việc với gia đình hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc như đã đưa tin liên quan đến vụ việc trên theo giấy báo tử của bệnh viện trợ rẫy nguyên nhân anh đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim suy thận cấp tổn thương thận cấp suy gan cấp tổn thương gan cấp tổn thương phần mềm đùi phải trái Trước đó, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.